Xin chào cả nhà. Lại một mùa Tết sắp tới và ở trong vườn em thì có một cái loài hạt đỉnh. Nó hiện tại đang nụ và chuẩn bị cho hoa vào dịp Tết. Nên là các bác anh chị muốn sưu tầm cái giống hạt đỉnh hoa cực kỳ đẹp này để chơi hoa vào dịp Tết thì có thể là sưu tầm trong phiên ngày hôm nay luôn mọi người nhé. Và cây thì có tên gọi là hạt đỉnh đỏ. Cây này là một cái dòng địa lan và cái cây này rất đặc biệt mọi người. Tức là nó là một cái giống lan phải gọi là nở hoa quanh năm luôn. Tức là khi các bác anh chị chúng ta trồng chăm sóc, thân tơ lên nó lên khỏe nó mập là nó lại cho hoa thôi. Và cái vòi hoa khi mà nở khỏe thì có thể là cao tới 5-60 cm lận và nở ra rất là nhiều bông. Cùng với đó là nó nở cực kỳ lâu tàn, nở hơn cả tháng luôn mọi người nhé. Hết bông này tới bông kia lần lượt chơi rất là lâu. Và đây mọi người xem lúc mà nở hoa thì cái màu sắc đỏ vô cùng rực rỡ luôn. Đây, đẹp không mọi người? Nở rất lâu tàn mọi người nhé. Và quan trọng nhất là nó đang có nụ để các bạn chị có thể là chơi hoa vào dịp Tết luôn. Và hôm nay thì em có một số cái chậu đang nụ đây để anh em nếu mà muốn sưu tầm hạt đỉnh đỏ đang nụ để về ngắm hoa trong cái dịp Tết sắp tới thì anh em có thể là sưu tầm luôn mọi người nhé. Tất cả những cái cây này thì nó đều nhú nụ rồi. Đây, các chậu này mọi người xem đều đang nhú vào nụ hết rồi nhé. Về mọi người chờ thời gian nữa là chúng ta được ngắm hoa thôi. Đây, nụ nhú hết rồi. Như đây nách lá nè, nhú nụ phía trong một cái nụ nhú nè. Đây cũng vậy. Chung là chậu em đều lựa các chậu lan nhú nụ để chia sẻ cho anh em nha, để anh em có thể là về chúng ta chơi hoa luôn. Và cái hay của cái hạt đỉnh đỏ này đó là nó nở hoa quanh năm mọi người nhé. Tức là mọi người chơi xong cái vòi hoa ở thân tơ này, sau đó thì nó sẽ lên cái mầm mới, xong rồi cái mầm nó lớn, nó to, nó phát triển trưởng thành rồi nó lại tiếp tục ra hoa. Nên là thành ra cái cây này là nó chơi hoa quanh năm luôn, được rất nhiều anh em ưa chuộng mọi người ha. Rất hiếm các loại lan rừng nào mà có thể là nở hoa quanh năm như là cái cây hạt đỉnh đỏ này. Đó mọi người xem, vòi hoa này nha. Rồi, và cái cây này thì cái đặc trưng của nó là cái củ nó. Củ nó khi trưởng thành thì nó xanh, nó xanh mập khỏe cứng. Đó, sau khi anh em chơi hoa xong thì dần dần những cái lá này nó sẽ bắt đầu nó xuông lá và nó sẽ bắt đầu lên mầm con mới. Nên là nếu mà các bác anh chị chúng ta trồng chăm sóc cây mà thấy chơi hoa xong mà lá nó vàng nó rụng đi thì là chuyện bình thường nha. Đó, rất bình thường đối với cây hạt đỉnh đỏ này. Nó xuông lá rồi nó lên thân mới, tơ đẹp lên lá xong rồi nó bắt đầu lại ra hoa rồi lại chu trình vậy, nó cứ lặp đi lặp lại thôi mọi người nha. Rồi, mỗi một chậu đây thì em chia sẻ với giá là 180.000 bao ship mọi người nha, 180.000 bao ship luôn. Thì anh em có sưu tầm thì cứ báo với em. Rồi, tất cả chậu thì đều đang nụ để anh em có thể là về ngắm hoa trong dịp Tết sắp tới. Và cái màu đỏ của cây hạt đỉnh đỏ này thì nói chung là nó rất ý nghĩa mọi người, mang tới sự phát tài, phát lộc, thịnh vượng cho năm mới. Cái màu đỏ trong năm mới là một cái màu đỏ rất là may mắn mọi người nha. Xin cảm ơn mọi người. Cây đều khỏe đẹp hết. Và cái nói chung là cái quy cách của các chậu nó cũng như nhau cả mọi người. Thường là nó sẽ có một thân mẹ, thân già nè, sau đó lên cái thân tơ và từ thân tơ nó sẽ cho ra một cái vòi hoa nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Anh em có sưu tầm nhớ báo em nhé. Mọi người cứ nhắn hoặc gọi điện 0384750258 là được. Anh em sưu tầm thì báo em và em gửi ship code qua đường bưu điện, anh em thanh toán tiền 180.000 cho bưu tá là được rồi và được kiểm tra hàng trước khi nhận mọi người nha. Mọi người kiểm tra thấy ok đúng như hàng em gửi thì anh em thanh toán là được. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.